Xin chào cả nhà. Hôm nay mình thu hoạch rau muống mầm sau 7 ngày mình đã gieo hạt giống. Rổ rau này mình sẽ làm món gỏi bò rau muống mầm bao ngon luôn. Rau mầm rất tốt cho cơ thể chúng ta. Khi ăn rau mầm hàng ngày, nó sẽ có tác dụng giúp mọc tóc nè, tăng cường cung cấp máu, làm đẹp da, điều chỉnh mất cân bằng hormone, chứa nhiều protein phong phú, rồi chứa nhiều chất xơ giúp ngăn ngừa ung thư, chứa nhiều khoáng chất như là sắt, kẽm, canxi và chất béo thiết yếu omega 3, chứa vitamin tổng hợp thiết yếu như biotin, vitamin C và vitamin K. Rau mầm có thể chế biến được rất là nhiều món ngon, vì thế các bạn nên tự trồng rau mầm cho gia đình ăn mỗi ngày. Trong clip này mình sẽ chia sẻ cách trồng rau muống mầm tại nhà. Cách làm thì cũng khá là đơn giản, mời các bạn cùng xem. Mỗi lần nhà mình trồng là khoảng 50g hạt giống. Đây là hạt giống rau muống mầm mà mình đã ủ được 2 ngày. Đầu tiên mình rửa sạch hạt giống, loại bỏ những hạt hư nổi lên trên, rồi mình ngâm vào trong tô nước ấm theo tỷ lệ 2 nước sôi 3 nước lạnh. Sau 3 tiếng, mình vớt ra cho vào cái khăn có nhúng nước như thế này, hoặc là khăn sữa em bé, rồi để ở chỗ mát, không cần tưới nước. 2 ngày sau hạt giống đã nảy mầm như thế này. Tùy theo hạt giống của bạn mới hay cũ và tùy thương hiệu mà thời gian nảy mầm của hạt giống nó nhanh hay chậm. Thường thì sau khoảng 2-3 ngày thì hạt giống nó sẽ nảy mầm. Do trồng cho gia đình ăn nên mình chỉ cần ngâm khoảng một bịch hạt giống 50g là đủ. Nếu muốn 3 ngày thu hoạch một lần thì cách 3 ngày mình ngâm và trồng một lần. Ví dụ lần đầu mình gieo hạt giống vào ngày thứ 2 thì ngày thứ 5 mình gieo tiếp đợt mới. Lần lượt đến thứ 2 và thứ 5 tuần sau mình sẽ thu hoạch. Tiếp theo mình chuẩn bị chậu để gieo hạt giống. Có thể dùng đất sạch hoặc là xơ dừa đều được. Mình dùng cái bay ép cho lớp đất ở trên bề mặt nó bằng phẳng. Sau đó mình rải đều hạt giống lên trên. Nhớ là không nên rải dày quá, hạt giống nó sẽ mọc không đều, hoặc là thưa quá, rau mầm nó sẽ dễ bị ngã khi mà mình tưới nước. Nếu thường xuyên trồng rau mầm thì các bạn nên mua hạt giống có đóng gói lớn, khoảng là 1kg. Sẽ trồng được lâu và tiết kiệm hơn loại gói nhỏ 50g hoặc là 100g. Hiện tại trên Lazada có bán rất nhiều loại hạt giống. Các bạn có thể đặt mua online trên trang này cũng được, giá cũng khá rẻ luôn. Lưu ý, khi cho đất hoặc là xơ dừa vào chậu, mình không nên cho đầy quá. Tốt nhất là cách miệng chậu khoảng 10-15cm. Các bạn gieo đều như thế này là được. Sau đó, dùng vòi phun sương để phun đều lên trên hạt giống này. Phun cho ướt đất luôn nha cả nhà. Rồi dùng cái tấm bìa cạc tông hoặc tấm bìa cứng dày đậy lại, đem vào chỗ mát. Mỗi ngày mình sẽ phun sương 3 lần, sáng, trưa, chiều. Đây là ngày thứ 2, một vài hạt giống nó đã vươn lên. Mình tiếp tục phun sương và đậy nắp lại, cho vào chỗ mát. Để cho những hạt giống còn lại nó nảy mầm đều. Ngày thứ 3, mình tiếp tục phun sương và cho ra ngoài nắng. Có ánh nắng, rau mầm nó chuyển từ từ sang màu xanh. Đây là ngày thứ 4, rau mầm vươn lên cao và nhiều hơn nữa rồi. Mình quay lúc nắng sáng nên nhìn thấy rau màu vàng vàng. Tiếp tục phun sương 3 lần một ngày, sáng, trưa và chiều. Đây là ngày thứ 5. Cọng rau mầm nó đã cứng cáp, khỏe mạnh và xanh tươi. Tiếp tục phun sương 3 lần một ngày nữa nhé. Ngày thứ 6, chậu rau đã vươn cao, xanh mướt và lên đầy chậu luôn. Nhìn cọng rau mầm rất là khỏe, thích vô cùng. Kế bên hai chậu rau muống mầm này có một chậu hành lá, mình trồng từ củ hành tím cùng lúc với gieo rau muống mầm này, nó cũng đã xanh tươi luôn rồi.
bà, đây là ngày thứ bảy nè. Rau mầm đã lên đều xanh um, mình thu hoạch vào chế biến món ăn thôi. Lúc này vỏ hạt rau muống nó đã tự bung ra được rồi. Hôm nay mình thu hoạch nên mình không cần tưới phun sương nữa. Để rau mầm nó khô ráo mình sẽ dễ cắt. Nhìn cọng rau mầm thật là khỏe, xanh tươi, thích lắm luôn. Bây giờ mình cắt vào chế biến món ăn thật là tuyệt vời. Tự trồng rau ăn nó sẽ an toàn hơn đó cả nhà. Khi mình thu hoạch thì các bạn có thể nhổ từng chùm lên rồi mình cắt gốc, hoặc là mình dùng kéo cắt sát gốc như mình cũng được. Mình vừa chia sẻ xong cách mình trồng rau mầm tại nhà. Do nhà mình ở chung cư, chỉ có ban công nho nhỏ nên mình trồng mỗi loại một ít vừa đủ cho gia đình dùng. Nhà các bạn nó có không gian rộng thì các bạn có thể trồng rau trong cái chậu to hơn. Mỗi lần thu hoạch các bạn có thể trữ trong ngăn mát tủ lạnh để có thể ăn dần trong một tuần. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy clip này hay thì hãy chia sẻ cho gia đình và bạn bè cùng xem nữa nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo. Bye bye!